Thật khó để người tiêu dùng phân biệt được đâu là lồng đèn trung thu chất lượng cao do Việt Nam sản xuất và đâu là lồng đèn xuất xứ từ Trung Quốc. Những chiếc lồng đèn Trung Quốc có nhiều màu sắc bắt mắt, đa dạng, mang hình dạng của những nhân vật mà trẻ em yêu thích, thậm chí là viết chữ Việt Nam. Những thông tin mập mờ này đã khiến ít người tiêu dùng phân biệt được để chọn lựa lồng đèn an toàn cho con của mình. Nhiều người cứ chọn mặt hàng bắt mắt sinh động và giá rẻ mà không quan tâm đến chất lượng mặt hàng. Và ít người biết rằng lồng đèn Trung Quốc bày bán có chất lượng thấp, dễ chập điện và có thể gây bỏng cho trẻ em. Kiểu mẫu mã mới rồi nó bắt mắt thì con mình thích thì mình mua thôi. Tụi em đi mua thì chỉ cần có chữ là sản xuất tại Việt Nam là tụi em mua thôi, chứ thực tế thì giờ nguồn gốc xuất xứ tụi em cũng đâu có biết được đâu. Vẫn lấy bán thôi, vì nó một năm thì nó chỉ có một mùa, thành thử ai cũng phải mua bán thôi, dù biết là nó có độc hại hay là cái gì cũng vẫn mua bán. Dấu hợp quy vốn dĩ chỉ có thể dán lên sản phẩm vì nó được cấp rời sau khi sản phẩm đã được hoàn thành và mang đi chứng nhận. Thế nhưng, dường như với những chiếc lồng đèn Trung Quốc, quy trình đã bị đi ngược khi xuất hiện những con dấu hợp quy được in thẳng lên sản phẩm. Chưa kể đến nhiều doanh nghiệp tư nhân cố tình đã tháo rời lồng đèn Việt Nam rồi đánh tráo với các bộ phận của sản phẩm Trung Quốc để qua mặt khách hàng. Tất cả những cái hàng làm từ Trung Quốc về hoặc là làm giả hàng ở đây, bây giờ là đóng cái mác là hàng Việt Nam đó, thì rất là rõ là bao giờ cũng như vậy, là cái chất lượng nó rất là kém. Cái dây thì cái ruột mềm yếu, bóng thì như thế này. Thậm chí đó, có những cái sản phẩm họ làm ra đó, họ bất chấp luôn. Cái công tắc nó chỉ có cần dây là nó nghĩa là lúc la lúc lắc như cái răng rụng vậy đó. Còn bóng đó thì cái đuôi bóng là không có được kẹp, không được làm cách điện gì cả. Mà cái này rất là nguy hiểm cho các cháu. Khi mà nó chập đó, thì nó làm chảy cái nóng pin chảy cái nhựa ra phỏng tay các cháu. Việc cố tình cung cấp thông tin sai để đánh lừa người tiêu dùng cho đến đánh tráo bộ phận sản phẩm để thu lợi nhuận cao hơn, đây hoàn toàn là những hành động vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ người tiêu dùng. Mặt hàng lồng đèn truyền thống đã không còn hấp dẫn được người tiêu dùng khi mà hầu hết mọi người đều chọn mặt hàng thiết bị điện tử. Đây cũng là yếu tố khiến lồng đèn nhái, lồng đèn Trung Quốc vẫn cứ xuất hiện nhan nhản trên thị trường.